Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. 10 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 8 theo giờ địa phương, đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Đại lễ đường Nhân dân tại thủ đô Bắc Kinh, dự lễ đón chính thức cấp nhà nước thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì. Theo tường thuật của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân ra tận nơi xe dừng để đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo và các phu nhân tươi cười bắt tay nhau. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng tiến về bục danh dự trong tiếng quân nhạc chào mừng. Trong tiếng quốc thiểu hai nước, 21 phát đại bác rền vang chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kế đó mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Sau đó, hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến màn diễu binh chào mừng của đội danh dự. Sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tiến vào bên trong Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo cùng dừng lại, chụp ảnh chung trước quốc kỳ và đảng kỳ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó bước vào hội đàm. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp trên cương vị mới. Trước đó, theo trưởng ban đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có những trao đổi ở cấp chiến lược cao nhất của hai đảng và hai nước về quan hệ giữa hai đảng hai nước. Điều rất quan trọng là hai bên cũng sẽ đánh giá trao đổi về tình hình thực hiện các thỏa thuận cấp cao, cùng trao đổi về các phương hướng đã đề ra và bổ sung thêm những nội dung, nội hàm, biện pháp để quan hệ hai nước ngày càng vững chắc, toàn diện và thiết thực. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, sáng ngày 18 tháng 8, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ đại diện các tổ chức hữu nghị, thân nhân của gia đình, các tướng lĩnh cách mạng, các chuyên gia cố vấn từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, các cán bộ nhân viên đã và đang tham gia công tác bảo tồn các di tích liên quan đến cách mạng Việt Nam, nhân sĩ trí thức tiêu biểu của Trung Quốc, các học giả, nhà nghiên cứu về Việt Nam, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và thanh niên Trung Quốc. Các đại biểu Trung Quốc xúc động chia sẻ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Trung Quốc, về những ngày tháng sát cánh cùng các thương binh, bệnh binh Việt Nam cùng nhau hàn gắn các vết thương, chia sẻ về những hoạt động bảo tồn, duy trì và quảng bá những di tích lịch sử cách mạng Việt Nam tại Trung Quốc, khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp nối mối tình thắm thiết Việt Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em, kiên trì lý tưởng, niềm tin chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi nước. Đồng chí Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông, trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành tình cảm đặc biệt cho Quảng Đông, khẳng định nhân dân Quảng Đông sẽ tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống hữu nghị như những dòng suối nhỏ và cùng gắn bó hội tụ vào dòng sông lớn của mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công gây dựng và các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân hai nước, vun đắp mãi mãi là tài sản chung vô giá của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước cần tiếp tục không ngừng nuôi dưỡng, phát triển. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp những người bạn, những người đồng chí, đại diện các tầng lớp nhân dân Trung Quốc, những người đã đang và sẽ không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi điểm dừng chân đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam trong chuyến thăm Trung Quốc là Quảng Châu, nơi cách đây đúng 100 năm Bác Hồ đã đặt chân đến sau 13 năm ra đi tìm đường cứu nước, chuẩn bị về lý luận tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đào tạo nên những lãnh đạo ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam.
lịch sử sát cánh chiến đấu giữa nhà cách mạng hai nước là tấm gương sáng trong phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản thế giới, đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tràn đầy tin tưởng rằng mỗi đại biểu có mặt tại cuộc gặp gỡ này, dù là ai, ở cương vị nào, cũng đều có một mong muốn chung lớn lao là quan hệ Việt-Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn như được khẳng định trong tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12 năm 2023, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc, hoạt động Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ đại diện nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Giao hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Hội nghị đối ngoại nhân dân tỉnh Quảng Đông, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu phối hợp tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trước đó, vào chiều ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Gặp gỡ nói chuyện với cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc. Tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, đây là lần đầu tiên thăm Trung Quốc trên cương vị mới theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra sau hai chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của hai đồng chí lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước, hai nước là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên Trung Quốc mời thăm chính thức ngay sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 12 năm 2023. Đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt trong việc góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần tiếp tục phấn đấu trong công tác ngoại giao, kinh doanh thương mại, học tập nghiên cứu, hòa nhập cùng cộng đồng sở tại, củng cố sự tin cậy lẫn nhau, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, đề xuất các cơ chế hợp tác mới phù hợp với điều kiện cụ thể của hai nước, mang lại lợi ích cho cả hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, vì hòa bình và phát triển, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại. Đồng thời, luôn hướng về quê hương, đất nước, chủ động có những đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ đặt trong khuôn viên Đại sứ quán. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.